Hữu phục ư trung đắc thiểu di túc. Trong sự tu đạo, dù không chấp trước cảnh giới ma, cũng cần phải có trí tuệ chân chánh, cần có trạch pháp nhãn. Nếu quý vị có thể nhận thức Phật pháp, tự mình được trình độ nào phải biết trình độ đó, không nên được ít cho là đủ. Giống như ai vậy? Như đệ tứ thiền vô văn tỳ kheo. Giống như vị tỳ kheo vô văn tu đến tứ thiền, sao gọi là vô văn tỳ kheo? Vì vị tỳ kheo này được chút ít cho là đầy đủ, không có trí thức lớn, trí thức không đủ, biết đạo lý trong Phật giáo rất ít, vì thế gọi là vô văn tỳ kheo. Vô văn như thế nào? Chỉ tu định vô tưởng, không cầu đa văn. Sau khi đạt đến quả vị tứ thiền thiên, cho rằng đã chứng đắc quả tứ quả A-la-hán. Tứ quả là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đều vượt qua tứ thiền thiên. Phật dạy chứng được tứ quả A-la-hán thì sẽ không bị sanh tử. Bậc thánh nhân chứng nhị quả thì gọi là Nhất Lai, vì người đó còn phải một lần sanh ở cõi người, một lần sanh lên cõi trời, còn phải trải qua một lần sanh tử. Mà sơ quả thì còn 7 lần sanh tử. Cảnh giới này đều vượt qua tứ thiền thiên. Mà vị tỳ kheo vô văn này tu hành dụng công, trình độ của thầy chỉ đạt đến tứ thiền thiên, mà lại cho rằng đã chứng đắc tứ quả A-la-hán. Kỳ thực tứ thiền thiên này không phải là chứng quả, vẫn còn là phàm phu, vẫn còn ở trong sắc giới, chưa vượt ra ngoài tam giới, còn cách xa tứ quả A-la-hán rất xa. Vị tỳ kheo vô văn này dòng ngôn chứng thánh. Vị này nói mình đã chứng đắc tứ quả A-la-hán. Vị này không những cho rằng tứ quả A-la-hán còn thấp, vị này còn cho rằng mình chính là Phật. Nhưng Phật có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Vậy thì vị ấy tự cho mình là Phật, quý vị hỏi xem ông ta có mấy thông? Trong lục thông, ngay quỷ thần cũng có ngũ thông, nhưng không có lậu tận thông. Phật có đầy đủ lục thông. Tôi tin rằng những người mà hiện nay tự cho mình là Phật, đừng nói đến lục thông, ngũ thông, tôi tin rằng một thông cũng không thông, một thông cũng không thông. Cho nên người đó tự cho mình là Phật. Nếu có một thông thì sẽ không vọng ngữ như vậy. Thiên báo dị tất. Sau khi thọ mạng ở cõi trời đã hết, suy tướng hiện tiền, tướng suy hoài. Có nhớ trước đó tôi đã giảng về năm tướng suy không? Người trên cõi trời khi thọ mạng sắp hết, khi sắp chết thì có năm tướng suy hiện ra. Ai nhớ thì nói cho mọi người nghe. Nếu người không biết thì phải ghi nhớ một chút. Này tôi không cần phải giảng lại nữa. Lời ban biên tập: năm tướng suy là: 1. Hoa cài đầu khô héo. 2. Y phục dơ bẩn. 3. Mồ hôi hai nách chảy ra. 4. Thân thể dơ hôi. 5. Không ưa thích ngồi tòa của mình. Bán A-la-hán thân tao hậu hữu, đọa A-tỳ ngục. Khi tỳ kheo vô văn phước báo cõi trời đã hết, năm tướng suy hoại hiện tiền, khi thọ mạng hết thì sẽ sinh lòng bực bội. Ai sinh lòng bực bội? Tức là vị tỳ kheo vô văn này sinh lòng bực bội gì? Ông nói: à, tôi nay bị Phật gạt rồi. Phật là người hay dối gạt người. Ngài nói chứng tứ quả A-la-hán thì không bị sinh tử luân hồi, mà nay tại sao thọ mạng của ta lại chấm dứt? Tại sao lại đi tái sanh? Tại sao lại bị luân hồi? Đây là Phật vọng ngữ. Khi ông ta quỷ bán Phật như thế thì quý vị nói như thế nào đây? Thì đọa địa ngục A-tỳ. Địa ngục A-tỳ tức là địa ngục vô gián.
ông ta hoàn toàn không chứng đắc tứ quả A-la-hán. Ông ta lại nói rằng mình là tứ quả A-la-hán, đã chứng quả A-la-hán. Vì thế thì phước trời hưởng hết, thọ mạng chấm dứt, lại bị đọa vào địa ngục. Ông ta không biết lỗi của mình, đã nói Phật thuyết pháp sai lầm. Phật nói, ông chưa chứng đắc tứ quả A-la-hán. Nếu chứng tứ quả A-la-hán, tự nhiên không có sinh tử mà. Làm sao lại có năm tướng suy hiện ra? Vì thế, ông vừa quỷ bán Phật, lập tức đọa vào vô gián địa ngục A Tỳ. Đó là vị tỳ kheo vô gián. Quý vị nói, hiện nay có những người cho rằng mình đã chứng đắc quả Phật, tức là Phật. Những người như thế phải đọa vào chỗ nào? Tôi cũng tìm không ra chỗ đọa của người đó. Không biết người này đi đâu, đi đến chỗ nào. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng bổ sung của Thượng Nhân năm 80. Có người đưa ra câu hỏi, nếu không có tâm phân biệt. Thượng Nhân, no. Nếu thật không có tâm phân biệt thì đã chứng quả rồi, thì sẽ không còn ngu si nữa. Tại sao gọi là vô văn tỳ kheo? Chính vì ông ta không hiểu. Không hiểu lời của Phật, được cảnh giới tứ thiện, lại cho rằng chứng tứ quả. Vì ông ta có tà kiến này, nên thân tao hậu hữu, phải thọ thiên sao. Đây không phải chỉ cái tái sanh sau này, mà là thân sanh hiện nay, nên đọa vào địa ngục A Tỳ. Đa văn, tức là học rất nhiều. Vô văn, tức là không học nhiều. Đó giống như người Trung Quốc gọi là luyện mù tu mù. Như ông ta được tứ thiện mà lại cho rằng tứ quả. Vậy ông ta không có trạch pháp nhãn, không hiểu từng bước đắc pháp. Vì thế chúng ta nói, người này chứng quả rồi, người kia khai ngộ rồi. Đó thật là mắng người vậy. Cảnh giới sơ thiện thì mạch đã ngừng, nhị thiền thì khí trụ, tam thiền thì niệm trụ, tứ thiền thì vô niệm trụ. Ai có thể vô niệm? Nói, mạch của tôi đã ngừng rồi. Quý vị tự nói như vậy, không được thừa nhận. Cần có người bên cạnh chứng minh, không phải tự mình nói. Không phải nói, mạch tôi ngừng rồi, khí của tôi ngừng rồi, niệm của tôi cũng không còn nữa. Không phải tự mình nói, tự mình không thể phát bằng tốt nghiệp cho mình. Mạch ngừng, quý vị tự mình vốn không thể biết mạch ngừng rồi. Khí của mình ngừng, quý vị cũng không thể biết được. Nếu niệm ngừng thì tự mình cũng không biết được. Quý vị nói niệm ngừng rồi thì đó vẫn còn là niệm. Quý vị sao có thể nói là biết được? Đó tức là vọng giác. Cái giác đó tức là vọng tưởng của quý vị. Nếu quý vị thật đến cảnh giới đó, bản thân quý vị không biết. Nếu chứng tứ quả, tự mình cũng không thể nói, tôi chứng đắc tứ quả rồi. Quý vị chứng được tứ quả gì? Thật là vọng ngữ. Quý vị cảm thấy thì không đúng. Cẩn thận, cho nên tin ý của mình. Ý của mình không thể tin được. Thần vật tính nhữ ý, nhữ ý bất khả tính. Chứng tứ quả A-la-hán rồi mới có thể tin ý của mình. Quý vị chưa có chứng tứ quả A-la-hán, những gì mình suy nghĩ đều là không đúng. Cảnh tướng của quý vị nói, ồ, tôi cảm thấy đã đạt đến trình độ đó rồi. Đó không phải vậy. Đó là quý vị đang bôi son. Quý vị đang tự mình trét vàng, tự tô son trét phấn lên mặt mình. Còn mắt không chấp nhận một hạt cát. Quý vị cảm thấy như thế nào? Đó gọi là chư ác giác quan. Những cái tập khí ác của mình lại sanh ra. Những cái cống cao ngã mạn đều do quý vị cảm thấy sanh ra. Ây da, tôi cảm thấy tôi tuyệt vời quá. Ây da, tôi cảm thấy tôi quá thần kỳ. Những điều đó không được. Tiền giả ra đường không có ai sử dụng. Tự mình cho mình là Phật sống, thần tiên sống,
là A-la-hán, tức là tự chét vàng, tự tô son chét phấn lên mặt mình. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha,